a bit of defensive incompetence, which we always like. What we don't like. Ngày mai thì Bắc Bộ trời lạnh vào khoảng 17 cho đến 19 độ. Đừng lo lắng vì giờ đây chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một sản phẩm giúp sưởi ấm gia đình quý vị trong mùa đông giá rét. Đó chính là chân đệm sưởi đến từ Hàn Quốc mang thương hiệu Akka Systex. Chân đệm sưởi Akka Systex sưởi ấm tuyệt vời trong mùa đông giá rét, giúp cho máu khí huyết lưu thông tốt khắp cơ thể. Sản phẩm được tiêu dùng tại Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, tiết kiệm điện năng, sử dụng được trong nhiều năm, chế độ bảo hành chu đáo, thiết kế đẹp mắt phù hợp với mọi không gian, gọn nhẹ đơn giản và dễ sử dụng. Sản phẩm chăn đệm sưởi Akka Systex được thiết kế và kiểm duyệt theo tiêu chuẩn Hàn Quốc nên có thể sử dụng cho trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai. Đệm sưởi được chế tạo từ những vật liệu mềm, vật liệu điện công nghệ Hàn Quốc, bên trong chịu lực và tỏa nhiệt ổn định. Điều mà chắc hẳn quý vị và các bạn đang rất quan tâm khi theo dõi chương trình này, đó là sản phẩm này sử dụng điện có an toàn hay không. Tôi xin khẳng định luôn với quý vị là an toàn tuyệt đối, bởi sản phẩm của chúng tôi được cấp giấy chứng nhận an toàn của Hàn Quốc. Khi gặp sự cố bất ngờ như đổ nước, trẻ nhỏ đá dầm, bộ điều khiển thông minh sẽ tự động ngắt điện nên rất an toàn đối với người sử dụng. Sau khi sấy hoặc phơi khô, chăn sẽ tự động hoạt động bình thường trở lại. Với những sản phẩm liên quan tới điện thì có lẽ yếu tố an toàn luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, Thùy Linh khuyên quý vị và các bạn hãy tìm mua đúng chăn đệm sưởi mang thương hiệu Akka Systex để được sở hữu những sản phẩm đảm bảo chất lượng và bảo hành chu đáo. Chăn đệm sưởi Akka Systex còn có tác dụng bảo vệ sức khỏe, được chế tạo từ những vật liệu mềm và nhẹ. Chăn đệm sưởi Akka Systex có tác dụng giữ ấm cơ thể, kích thích tuần hoàn máu và quá trình trao đổi chất, giúp cho cơ thể thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Trên thị trường hiện nay đang có rất nhiều các sản phẩm chăn đệm sưởi, thế nhưng khách hàng luôn khẳng định họ muốn mua các sản phẩm chăn đệm sưởi Hàn Quốc mang thương hiệu Akka Systex bởi những điều tuyệt vời của sản phẩm mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn ngay bây giờ. Nếu bạn sử dụng điều hòa trong mùa đông thì sẽ rất dễ dẫn tới tình trạng da bị khô, gầy rát da rất khó chịu, và quan trọng hơn là số tiền điện mà bạn phải chi trả hàng tháng là rất lớn. Ngược lại, với chăn đệm sưởi của Akka Systex sẽ không tiêu tốn nhiều điện năng. Trong điều kiện trung bình, chăn chỉ tiêu tốn khoảng 60W điện, và nếu mỗi ngày quý vị sử dụng 10 giờ thì chỉ tiêu tốn chưa tới 2.000 đồng mà thôi. Hơn nữa, không giống như khi sử dụng điều hòa, quý vị phải đóng kín cửa. Sử dụng chăn đệm sưởi Akka Systex, quý vị có thể mở cửa để tận hưởng không khí trong lành dễ chịu về đêm. Nếu như quý vị sử dụng đèn sưởi thì nguồn điện tiêu tốn cũng rất là khủng, vì điện tiêu thụ của đèn sưởi thường rất lớn. Hơn nữa, nó sẽ rất bất tiện vì người nằm gần đèn sưởi thì nóng, mà người nằm xa đèn sưởi thì lạnh cóng vì phạm vi sưởi của đèn sưởi là rất ngắn. Điều quan trọng là sử dụng đèn sưởi thì thật không an toàn, vì chẳng may bạn có lỡ chân đạp đổ thì thật là nguy hiểm. Chăn đệm sưởi Akka Systex sẽ khắc phục được hết tất cả những nhược điểm trên, không tiêu tốn nhiều điện năng, an toàn khi sử dụng, và đặc biệt là nhiệt lượng tỏa đều khiến cho dù 1, 2 hay 3 thành viên trong gia đình cũng nằm chung thì vẫn cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng. Hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều loại chăn đệm sưởi với nhiều loại mẫu mã và kích thước khác nhau. Các sản phẩm này thường được bán với mức giá là rất thấp và thường không có nguồn gốc hay là xuất xứ rõ ràng và không được bảo hành chu đáo. Chăn đệm sưởi Akka Systex là sản phẩm chính hãng, được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Akka Systex Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Trong vòng 1 năm, nếu như có bất kỳ lỗi nào từ phía nhà sản xuất, chúng tôi sẽ thực hiện chính sách 1 đổi 1 cho quý khách hàng. Chăn đệm sưởi Akka Systex là sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc với thiết kế 3 lần an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Được trang bị một control điều khiển tự động bằng chip điện tử với cấu trúc có thể chống lại sự thay đổi bất ngờ của nhiệt độ gây ra bởi sự tác động bên ngoài hay va chạm. Một cơ chi được thiết lập bảo đảm tự động dừng hoạt động của cả hệ thống, loại trừ hoàn toàn các nguyên nhân gây ra nguy hiểm. Dây tỏa nhiệt bằng phương pháp cảm ứng nhiệt được thiết kế đặc biệt khác hoàn toàn với phương pháp tỏa nhiệt của dây Mysore, vừa dẫn điện tốt mà an toàn cho người sử dụng. Quý vị có thể sử dụng chăn đệm sưởi Akka Systex để trải lên giường. Để tăng hiệu quả giữ ấm thì có thể lót một lớp chăn mỏng lên trên và thế là tận hưởng cảm giác ấm áp vào mùa đông. Quý vị cũng có thể dùng chăn đắp trực tiếp lên người cũng rất hiệu quả. Ngồi xem phim hay kể chuyện cổ tích thì quý vị cũng có thể sử dụng chăn đệm Akka Systex một cách hiệu quả để giữ ấm. Bằng điều khiển với 7 tốc độ khác nhau sẽ mang lại cho quý vị và các bạn một cảm giác ấm áp đầy thú vị mà bạn không thể tưởng tượng nổi. Các bác sĩ Hàn Quốc khuyên nên dùng đệm sưởi ấm, lý do là đảm bảo độ ấm tuyệt vời cho cơ thể vào những đêm đông giá rét, loại bỏ ẩm thấp nơi giường nằm, đảm bảo cho giường nệm luôn khô ráo và ấm áp dù cho không khí có trở nên lạnh lẽo về đêm, giúp cho máu và khí huyết lưu thông tốt khắp cơ thể. Đệm sưởi ấm Akka Systex rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho người già và trẻ nhỏ, những người bị mắc chứng đau lưng mỏi cơ và thấp khớp. Quý vị không cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều khi phải bỏ tiền ra mua một sản phẩm như chăn đệm sưởi Akka Systex.
bởi chỉ cần phải bỏ ra một số tiền nho nhỏ mà có thể mua một sản phẩm rất tuyệt vời như thế này. Chúng ta có thể sử dụng hết năm này qua năm khác. Thực tế đã cho thấy những sản phẩm đệm sưởi mà chúng tôi đang giới thiệu, người dân Hàn Quốc đã sử dụng trên 15 năm vẫn dùng tốt. Đừng để đến lúc rét đậm mới nghĩ tới việc sưởi ấm. Chúng tôi khuyên quý vị hãy mua ngay chăn đệm sưởi ấm Akasintech, vì sản phẩm của chúng tôi có thể dùng từ mùa này qua mùa khác, từ năm này qua năm khác mà vẫn đảm bảo chất lượng, giúp gia đình quý vị xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Chăn đệm sưởi Akasintech có mức giá rất hợp lý. Sản phẩm có kích thước là 1,05m x 1,8m, có giá bán là 1.800.000 đồng. Kích thước 1,35m x 1,8m có giá là 2 triệu đồng. Kích thước 1,55m x 1,8m có giá là 2.300.000 đồng. Với tất cả những điều tuyệt vời mà chúng tôi vừa giới thiệu, quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc của chương trình, đó là 04-2211-8855 hoặc 04-2211-9955 hoặc hotline của chương trình, đó là 097-225-1237 để sở hữu sản phẩm tuyệt vời này.